Hello, em Tuấn Hải Dương chào toàn thể anh em đam mê trà màu trên cả nước nhá. Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Hải Dương ạ. Đây, em mới về một con hàng nhá. Lồng bên tay trái anh em nhé, lồng mun đục anh em ạ. Con này thì là chim gốc Hòa Bình. Bổi già nên hai con này được hai vụ rồi anh em nhé. Nó bổi già nó vẫn nhát anh em ạ. Con này chim cực kỳ chơi, cực kỳ ok luôn anh em ạ. Nết cúc cầu đít cực kỳ nở luôn anh em nhé. Con này thì hiện tại tình trạng của nó là đang xuống lông rồi anh em ạ. Nó đang xuống lông gáy và lông cánh rồi anh em nhé. Nó xuống được tầm 4-5 cái lông cánh rồi. Cái lông gáy mặt cũng đang bắt đầu xuống nhiều rồi anh em ạ. Thì con này nết chơi thì cực kỳ tốt, em bao chơi hay cho anh em nhé. Thì thực sự thì con chim này là con chim của ông anh em, nên anh em cứ yên tâm là con này là chim cực kỳ ok luôn anh em nhé. Nó hơn, chẳng qua là nó chỉ hơi nhát một chút anh em ạ. Nó bổi già nên nó hơi nhát một chút, nó bắt đầu xuống lông rồi. Thì giá cực tốt cho anh em để chơi chăm lông. Con này nét đánh cực kỳ siêng cầu anh em ạ. Hiện tại thì con này nó xuống lông rồi, nhưng mà em hôm vừa rồi vẫn test dãi giật, nó khá là vẫn thái độ cực kỳ tốt luôn anh em nhé. Vẫn chơi ok anh em ạ. Chim của ông anh nhưng vẫn test lại dãi giật cho anh em, vì em tính em rất là cẩn thận anh em ạ. Kể cả anh em mua anh em quen thì mình cũng vẫn phải test thì theo cái tình trạng con chim hiện tại nó như thế nào anh em ạ. Con này thì nó là bộ chung thôi anh em nhé. Con này anh em về chăm nông lá ok, xong nông thì cực kỳ ok luôn anh em ạ. Con này thì ông anh em khá là thích nó anh em ạ, vì cái nét đánh cực kỳ hay. Ông ấy đợt này bận quá nên là không chăm được lông, nên là em ôm lại luôn anh em ạ. Anh em nào thích ông nông thì cứ liên hệ trực tiếp cho anh em nhé. Giao lưu anh em với giá con này với giá là 2.700.000. Nói chung là giá cực kỳ tốt cho anh em ôm nông mà. Giá này thì anh em được mặc cả nhé, thì em không bớt đâu. Anh em mà lấy cần gửi bằng nồng thì em mới gửi bằng nồng ép mộc cho anh em. Anh em thêm em 100 nữa anh em nhé. Những clip này thì đều là clip trước khi em nó xuống nông anh em nhé. Còn anh em yên tâm, hôm vừa rồi em mới test lại nó hôm kia là chơi cực kỳ ok anh em nhé. Vẫn thái độ cực kỳ tốt, hay nông nhưng vẫn thái độ cực kỳ tốt. Nói chung con chim toàn chỗ người quen nên anh em khỏi lo anh em ạ. Con này thì anh em chăm nông xong em bao hay cho anh em. Anh em chăm nông xong mà chim không ok em vẫn bắt lại cho anh em giá đấy và cộng thêm tiền cám cho anh em luôn. Nói chung là anh em khỏi phải suy nghĩ về những con chim này anh em ạ.